Hello anh em, video này mình lại tiếp tục giải combo của dự án Tomacot ngày hôm nay luôn nha anh em Hồi sáng mình có ra video là lý do ngày hôm qua mình chưa có giải Mình giải cái combo đó là combo của ngày hôm qua Cho nên ngày hôm nay á, đúng 4 giờ nó sẽ reset lại nha Thì mình sẽ vào một tab nè, nó nằm ở bên một tab nha anh em, nó chuyển vào trong này rồi Anh em nhấn vào cái ô màu vuông này nè, đang có dấu chấm hỏi á Rồi, anh em sẽ thấy được ha Ở đây á, nó sẽ hiện ra cái thời gian ở đây Tức là cứ mình tính thời gian tầm khoảng 16 giờ chiều anh em, tức là 4 giờ chiều á thì nó sẽ reset lại ha. Thì uh, ngày mai mình cũng sẽ ra video khoảng 4 giờ chiều nha. Và ở cái combo này anh em giải anh em sẽ được cái gì? Thứ nhất là được 10.000 cái token uh, tomato. Rồi, thứ hai, chúng ta sẽ được 5 cái lượt uh, chơi game ở bên ngoài anh em và được một cái điểm sao nha, rất là ngon. Và cái dấu hỏi này thì mình chưa có nhận được cái gì hết cho nên mình chưa biết ha. Mình nghĩ là cái combo á thì mình sẽ giải được ba cái này ha. Ok thì uh, trước khi giải thì mình có một chỗ một số cái tát ở đây nè à, có nhiều em hỏi mình đó là cái nhiệm vụ mà uh, dùng ton này nè 0.1 cho một ngày hay là 0.1 cho 10 ngày thì mình trả lời anh em luôn nha là nó sẽ dùng 0.1 ton anh em cho một ngày nha anh em tức là một ngày như vậy chúng ta sẽ được điểm danh là khoảng là 10 cái điểm sau này ha và có điểm sau này nó có rất là hữu ích nha tức là chúng ta sẽ được là nâng cấp cái level và nếu như chúng ta giao dịch nhiều ở trong cái nền tảng này thì mình nghĩ họ cũng sẽ có cấp số nhân cho chúng ta khi mà chúng ta bỏ phí nha anh em lưu ý ha rồi ở đây có có cái nhiệm vụ mới này tức là xem video của Thomas đó anh em nhấn vào star nha sau khi xem xong á thì anh em sẽ thấy được cái cái dấu tròn tròn đang, đang chạy vòng quay nè thì anh em đợi nó lên khoảng là có cái chữ clam màu đỏ thì chúng ta clam rồi hồi sáng nay mình cũng đã làm cái nhiệm vụ bên clam cái 5.000 cái token này rồi, anh em nhớ vào game này nè, chúng ta chơi ha. Ở đây thì cái lượt chơi của nó hàng ngày bữa nay nó cấp cho chúng ta rất là nhiều rồi. Và theo thông tin mình được biết ha, thì khả năng E nó sẽ tính về cái level, rồi cái điểm to market này chúng ta kiếm được tomato hàng ngày nè. Và những cái nhiệm vụ mà chúng ta làm nữa nha anh em, cho nên là chúng ta cứ tranh thủ ha hoàn thành hết trong ngày để chúng ta được sau này phong phối E nó sẽ nhiều hơn. Về chơi game này thì anh em mất khoảng tầm 30 giây thôi à, Chơi hết thì rất là nhanh thôi anh em Anh em cứ nít cái bom ra nha Vừa rồi mình bị nổ bom nó trừ hết mình 100 ha Nếu không mình được 400 mấy á Rồi ok Thì rất là đơn giản như vậy thôi Còn ví dụ như à, anh em muốn nâng cấp cái level á Thì anh em phải nhấn vào cái trực tiếp vào cái hình logo trên này nè Đó Anh em nhấn vào Thì nó sẽ ra level à, Mỗi lần nâng cấp á Thì tổng mà chúng ta sẽ bỏ ra khoảng là 96 cái điểm sau Thì chúng ta sẽ được tăng cấp lên Anh em lưu ý nha thì mình cũng đã lên được cái gold 4 rồi à, mong muốn của mình là sẽ lên được uh, platinum này nha anh em ok nha mình sẽ cố gắng lên để mà được airdrop nó cao nhất ha có thể nha rồi bây giờ mình sẽ đi đến giải cái combo nha và cái farming này nè anh em nhớ nha cứ canh 4 tiếng à, 3 tiếng chứ vào đây cửa làm một lần ha rồi mình sẽ vào một tab nè bây giờ mình sẽ nhấn vào cái ô màu hình màu màu vàng có dấu chấm hỏi này nè để bắt đầu mình giải combo ha anh em nhấn vào rồi combo thì mình sẽ đánh số trên này luôn nha Anh em phải theo dõi mình nha Đây anh em làm theo mình Này là số 1 nè Số 2 nè Còn Doraemon nè Số 3 là cái đầu cà rốt này ha Đó Anh em phải gõ đúng ba cái ký tự này Trên cái combo thì anh em mới nhận được nha Bây giờ mình sẽ gõ nha 1 nè 2 nè 3 nè Đó Chính xác thì nó sẽ cho chúng ta nhận nè Anh em thấy không Đây 10.000 cái token và một điểm sau Cộng với cái năm lượt chơi Anh em trở ra anh em sẽ thấy lượt chơi đã tăng lên nè rất là ngon ha thì ngày mai mình cũng sẽ đúng 4 giờ chiều anh em khoảng 4 đến 5 giờ ha mình rảnh lúc nào mình ra video lúc đó giải combo cho anh em nha rồi hôm nay anh em đã giải combo của ngày hôm nay rồi thì anh em phải đợi 4 giờ chiều ngày mai anh em mới giải được cái combo này nha ok ha rồi mình cảm ơn anh em đã xem video của mình rất là nhiều bye bye